À vâng, Đạt Audio Hà Nội em xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh của em, một kênh chuyên test và giới thiệu các sản phẩm loa đi bãi. Và cũng đã rất là lâu rồi, bên em không về được cặp loa nhỏ nào phục vụ các bác. Hôm nay em về được một cặp loa Tannoi rất là hay phục vụ các bác. Em xin giới thiệu với các bác. Sản phẩm đó là cặp Tannoi 605, cặp Tannoi này hàng chính quốc, Made in England. Hàng Anh Quốc chính quốc sản xuất các bác nhé. Điều đặc biệt của cặp Tannoi này là cặp này là bên em về đẹp xuất sắc và loa còn zin nguyên bản, gân còn zin luôn. Và đặc biệt là cặp này là hai thùng là số series liền kề các bác nhé. Rất là hiếm có được cái cặp Tannoi là về số series hay thùng liền kề. Và một đặc điểm đặc biệt nữa đó là cặp Tannoi này có chân zin theo loa. Loa vẫn còn chân zin như các bác thấy. Riêng đôi chân đã rất là giá trị rồi. Cặp này về còn chân zin luôn. Loa rất là đẹp. Loa rất là đẹp các bác nhé. Đó. Rất là mới, gân còn zin luôn. Gân còn zin rất là tốt, rất là mềm. Bên này cũng thế ạ. Cặp loa này là sử dụng cọc bắp chuối và đánh cầu BY các bác nhé. Số series 2 thùng liền kề. Y căng đây, y căng các bác nhìn. Còn rất là mới và tem mác đầy đủ. Y căng nhựa zin các bác nhé. Và đây, hai chiếc y căng. Rất là đẹp. Mời các bác nghe thử một đoạn clip. Nghe thử chất âm của em nó. Âm thanh rất là hay và chi tiết, nghe rõ cái tiếng sôi của bản nhạc luôn. How I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. Âm thanh của cặp Tannoi vô cùng là chi tiết và sạch sẽ. Loa nhỏ có cái hay của loa nhỏ các bác nhé, nghe rất là tĩnh luôn. Âm thanh sân khấu rộng lớn, nghe như ca sĩ đang thể hiện trước mắt chúng ta vậy. Quá là hay luôn. Số series 2 thùng nó liền kề nhau các bác nhé. I'm happy that you do. The book of life is brief. Rất là mới. And once a page is read, all but love. Cá nhân em đánh giá cặp loa nhỏ này nghe còn chất hơn rất nhiều những cặp loa lớn, các cái giải không thể hiện bằng nó được. Đúng là đẳng cấp loa Anh lần loa Tannoi.
và Tannoy 605 kèm chân zin bên em bán với giá là 7.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa hãy gọi cho em theo số máy 0983586968. Đài Radio Hà Nội ship hàng toàn quốc. Một cặp loa rất là hiếm. Cặp này thể hiện nhạc cụ vô cùng là phê. Tiếng quá là chất luôn. Nghe bản da này thì tuyệt vời. Không ngờ một cái cặp loa nhỏ bé này mà cho ra cái chất âm kinh ngạc đến vậy các bác ạ. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa gọi cho em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo ạ. Em chào các bác.